Trong bài học trước tôi đã chia sẻ với bạn rằng chỉ trà ô long mới có hương vị ngậy tự nhiên. Đó cũng là lý do vì sao dòng trà này thích hợp nhất khi kết hợp với sữa. Đồ uống lần này, trà ô long sữa. Với trà ô long sữa, vẫn sử dụng 150ml nước cốt trà ô long. ml đường. Hai mươi gram bột sữa. Khuấy đều tan hết bột. Mỗi lần uống món này tôi đều bị bất ngờ bởi sự hòa quyện giữa ô long và sữa. Nếu bạn thích vị ngậy đi kèm với hương vị tươi mát thì nhất định bạn phải thử món này. Đồ uống tiếp theo sẽ là ô long vani sữa.